Xin kính chào quý vị đã đến với bản tin Canada và Thế giới được tạp chí Culture Magazine thực hiện là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ duy nhất tại Canada. Trong bản tin của sáng ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Canada gia hạn bảo vệ bản quyền thêm 20 năm nữa để đáp ứng nghĩa vụ thương mại mới. Kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình đoàn xe tự do ở Winnipeg bị hủy bỏ. Các nhà hàng ở Canada đổi đồ nhựa dùng một lần bằng đồ mang đi mới. Hơn 350 người chết vì va chạm xe cổ trên khắp Ontario trong năm 2022. Cuộc sống ở BC, chi phí nào sẽ cao hơn, ít hơn và không thay đổi vào năm 2023? Saskatchewan bắt đầu áp dụng chương trình thuê carbon. Người Canada sẽ sớm bị tính phí khi du lịch châu Âu. Và sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị đón theo dõi. Canada gia hạn bảo vệ bản quyền thêm 20 năm nữa để đáp ứng nghĩa vụ thương mại mới. Cho đến năm 2043 sẽ không có sách bài hát hoặc vở kịch mới nào được thêm vào phạm vi công cộng, tức là public domain ở Canada, sau khi chính phủ đã siết chặt thay đổi luật bản quyền ngay trước cuối năm 2022. Cho đến ngày 30 tháng 12, bảo vệ bản quyền đã được áp dụng cho tất cả các tác phẩm, văn học, kịch, âm nhạc hoặc nghệ thuật trong suốt cuộc đời của tác giả, cộng thêm 50 năm nữa. Nhưng kể từ ngày đó, một tác phẩm nghệ thuật sẽ không thuộc phạm vi công cộng trong suốt cuộc đời của tác giả, cộng thêm 70 năm nữa. Sự thay đổi này giúp Canada tuân thủ cam kết mà nước này đã đưa ra theo thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ mới để phù hợp với các biện pháp bảo vệ bản quyền của Canada với các biện pháp bảo vệ tại Hoa Kỳ kể từ năm 1998. Sử dụng phạm vi công cộng có nghĩa là các tác phẩm có thể được xuất bản lại hoặc sử dụng lại mà không cần xin phép hoặc trả tiền cho chủ sở hữu quyền để sử dụng tác phẩm các hiệp hội nhà văn nói chung ủng hộ những thay đổi này nói rằng những người sáng tạo càng có nhiều sự bảo đảm được trả tiền cho tác phẩm của họ thì càng có nhiều động lực để sáng tạo tuy nhiên các học giả thủ thư nhà lưu trữ và bảo tàng cho rằng nó làm hạn chế khả năng truy cập và sử dụng hàng trăm tác phẩm của họ hầu hết trong số đó không còn giá trị thương mại Kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình đoàn xe tự do ở Winnipeg năm nay bị hủy bỏ. Canada Unity, một trong những nhóm biểu tình chống chính phủ đứng sau các cuộc biểu tình nổ ra vào đầu năm ngoái, đang hủy bỏ kế hoạch tổ chức lại sự kiện vào tháng 2 này. James Border, người sáng lập Canada Unity cho biết vào tháng 12 rằng ông sẽ mang một sự kiện kéo dài 4 ngày trở lại Ontario, tổ chức tại một địa điểm không được tiết lộ bên ngoài thành phố và thực hiện các chuyến đi hàng ngày đến đồi Quốc hội. Sau khi cảnh sát ở Ottawa cho biết họ sẽ không khoan nhượng đối với một sự kiện như vậy, Border nói rằng ông sẽ chuyển sự kiện đến Winnipeg để thay thế. Nhưng hiện tại, Border đã hủy bỏ kế hoạch đó. Trong bài đăng trên Facebook, Border đã đổ lỗi cho các vi phạm an ninh không cụ thể và các cuộc tấn công cá nhân, mặc dù thực tế là sự kiện này sẽ diễn ra ở Manitoba. Border cho biết ông lo ngại rằng ông hoặc những người khác có thể bị buộc tội theo dự luật 100 mới của Ontario. Trong đó, nghiêm cấm các cuộc biểu tình tại cơ sở hạ tầng giao thông được bảo vệ, bao gồm sân bay và cửa khẩu biên giới. Dự luật này đã được thông qua vào năm ngoái sau các cuộc biểu tình đầu tiên của đoàn xe tự do. Các nhà hàng ở Canada đổi đồ nhựa dùng một lần bằng đồ mang đi mới. Thời gian gần đây, khách hàng đã có thể thấy hộp đựng đồ ăn mang đi, ống hút và các mặt hàng khác được thay thế bằng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường hơn. Trong năm mới, khi ngành dịch vụ thực phẩm của Canada điều chỉnh theo từng giai đoạn của luật liên bang nhằm loại bỏ hoàn toàn nhiều loại nhựa sử dụng một lần khỏi thị trường. Sau một thời gian trì hoãn kéo dài một năm, giai đoạn đầu tiên của luật liên bang đã bắt đầu vào ngày 20 tháng 12 giai đoạn đầu tiên cấm sản xuất và nhập khẩu để bán nhiều loại nhựa sử dụng một lần, bao gồm túi thanh toán như túi được sử dụng trong các cửa hàng tạp hóa, nĩa, dao và đũa. Hộp đựng thức ăn mang đi được làm một phần hoặc toàn bộ bằng nhựa, bao gồm xốp, mùi thang và nhựa phân hủy ô xô, que khuấy và ống hút. Tháng 12 năm 2023 sẽ có lệnh cấm bán tất cả các sản phẩm này ngoại trừ vòng nhựa sẽ bị cấm bán vào tháng 6 năm 2024 và vào tháng 12 năm 2025, lệnh cấm sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu để bán tất cả các sản phẩm này sẽ có hiệu lực. Điều đó có nghĩa là nhiều sử dụng một lần sẽ không biến mất hoàn toàn khỏi các nhà hàng, quán cà phê và quán bar vì nhiều người vẫn sẽ sử dụng hết lượng dự trữ của họ. Nhưng nhiều công ty đã bắt đầu quá trình chuyển đổi nên họ đã chuẩn bị sẵn sàng không thể mua những sản phẩm này. Chẳng hạn như Tim Hortons gần đây đã thông báo rằng họ sẽ tung ra các loại nắp đậy đồ uống nóng bằng sợi có thể tái chế mới, dao kéo có thể phân hủy và giấy gói bữa sáng và bữa trưa vào năm 2023. McDonald bắt đầu loại bỏ một số loại nhựa sử dụng một lần khỏi các nhà hàng của mình vào cuối năm 2021, bao gồm ống hút, dao kéo và que khuấy. doanh nghiệp ở moncho sử dụng các hộp đựng mang đi có thể tái sử dụng nhằm giảm thiểu chất thải nỗ lực giảm thiểu chất thải đã trở thành một giải pháp phổ biến trong năm mới và sẽ sớm trở thành một yêu cầu ở moncho một công ty địa phương đang hướng tới mục tiêu giúp mọi người thực hiện giải pháp đó bằng một sáng kiến nhằm giữ hàng nghìn hộp đựng thực phẩm không bị chôn lấp tạo ra những chiếc bánh ngọt đẹp mắt và ngon miệng là ưu tiên hàng đầu của đầu bếp Matt Oliver Gendron. Dấu chân carbon của ông cũng vậy. Gendron, chủ sở hữu của Vettigo, cũng cung cấp cho khách hàng của mình tùy chọn để chọn hộp đựng mang đi có thể tái sử dụng mà không phải trả thêm phí. Chương trình có tên là Bo Pop, được điều hành bởi Bo, một công ty làm việc với các đối tác dịch vụ thực phẩm địa phương. Dịch vụ này được sử dụng miễn phí miễn là các thùng chứa bô được trả lại trong vòng 14 ngày. Nếu bạn quyết định giữ các hộp chứa quá hạn thì chúng sẽ được tính vào tài khoản của bạn dựa trên giá bán lẻ của từng định dạng. Tất cả những gì bạn cần là tải xuống ứng dụng và quét thùng chứa của bạn bằng mã cá nhân để theo dõi các hàng bạn đã mượn. Hiện tại có 15 điểm khác nhau trên khắp khu vực Plato và MyEnd Công ty Bo sau đó sẽ nhặt các thùng chứa hàng tuần để trở lại nhà kho, nơi chúng được rửa bằng biển và sẵn sàng để phân phối và sử dụng lại. Cho đến nay, có 30 nhà hàng đã thử nghiệm chương trình này. Hơn 350 người chết vì va chạm xe cộ trên khắp Ontario trong năm 2022. Cảnh sát tỉnh Ontario đã công bố số liệu thống kê cuối năm về số ca tử vong do xe cơ giới trong một dòng tweet vào hôm Chủ nhật. Theo thống kê, có 44 người đi xe máy, 29 người đi bộ và 12 người đi xe đạp đã thiệt mạng vào năm ngoái. Tổng cộng 423 người chết trong các vụ tai nạn xe cơ giới và tai nạn hàng hải. Con số đó bao gồm 353 vụ tai nạn xe cơ giới, 27 vụ va chạm trên đường địa hình, 29 vụ tử vong khi chèo thuyền và 14 vụ đắm xe trực tuyết. Số liệu thống kê áp dụng cho tất cả các tai nạn do cảnh sát tỉnh Ontario điều tra không có thẩm quyền đối với các con đường ở nhiều khu vực đô thị lớn như Toronto, vùng Bill và Ottawa. Mỏ Copper Mountain gần Princeton, BC bị tấn công bằng ransomware. Copper Mountain Mining đã đóng cửa nhà máy của họ gần Princeton, BC để giải quyết một cuộc tấn công ransomware nghĩa là mã độc tống tiền. Trong một thông cáo báo chí được phát đi vào hôm thứ hai, đại diện Copper Mountain May cho biết, mỏ và văn phòng công ty đã bị tấn công bằng mã độc tống tiền vào cuối ngày 27 tháng 12 năm 2022. Các nhóm IT nội bộ và bên ngoài của công ty đang tiếp tục đánh giá rủi ro và đang tích cực thiết lập các biện pháp bảo vệ bổ sung để giảm thiểu mọi rủi ro tiếp theo cho công ty. Mỏ Copper Mountain hiện sản xuất trung bình khoảng 100 triệu pound đồng tương đương mỗi năm. Không có tai nạn nào về an toàn hoặc môi trường do cuộc tấn công gây ra, công ty cho biết ưu tiên chính của họ là tiếp tục bảo đảm hoạt động an toàn, đồng thời hạn chế tác động đến hoạt động và tài chính. Sống ở BC, chi phí nào sẽ cao hơn, ít hơn và không thay đổi vào năm 2023? sau một năm được đánh dấu bằng mức lạm phát đau đớn mà chúng ta chưa từng thấy trong nhiều năm người dân British Columbia có thể mong đợi một số nhu yếu phẩm sẽ có giá tương tự trong năm mới với một số ít rẻ hơn nhưng không có khả năng bù đắp chi phí thực phẩm sẽ tiếp tục tăng lên về những gì đắt hơn các chuyên gia trong ngành đồng ý rằng mặc dù lạm phát chung đã thấp hơn vào mùa thu và giá xăng ở mức bình thường nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian để lạm phát giá hàng tạp hóa giảm xuống và thực phẩm sẽ tiếp tục đắt hơn. Sau khi giảm giá khoảng 1,4% vào năm ngoái, BC Hydro sẽ tăng giá thêm 2% vào ngày 1 tháng 4 và giá điện của Fortis BC sẽ tăng 4%. BC Ferries dự kiến sẽ tăng phí bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và có một số tăng phí nhỏ ở cấp thành phố, từ phí đổ xe cao hơn tại công viên Stanley đến tăng phí túi mua hàng ở Vancouver và các quy định sắp tới đối với nhựa sử dụng một lần trong các cộng đồng, bao gồm suối nước nóng Chilliwack và Harrison. Đóng hạn hoặc tăng có giới hạn do chính phủ định hướng Tỉnh đã thực hiện các biện pháp về khả năng chi trả theo những cách nhỏ hơn và có tác động hơn. Luật mới đã giới hạn phí giao đồ ăn và chủ nhà không thể tăng tiền thuê nhà hơn 2% trong năm. Họ cũng phải báo trước cho người thuê nhà 3 tháng về giá rẻ. Vào năm 2022, nhiều gia đình bắt đầu sử dụng dịch vụ chăm sóc ban ngày được chính phủ trợ cấp như đã hứa từ lâu và trong năm nay, thậm chí nhiều gia đình sẽ thấy dịch vụ chăm sóc trẻ em giúp họ tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi tháng cho mỗi đứa trẻ. Trong chủ nhật vừa qua, lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà trong 2 năm đã có hiệu lực trên khắp Canada, nhưng các nhà phân tích tin rằng điều đó sẽ ít ảnh hưởng đến giá nhà đất chỉ ra rằng lãi suất thấp đã hạ nhiệt thị trường một cách đáng kể. Nhưng hiện vẫn chưa chắc chắn liệu ngân hàng trung ương Canada sẽ tăng lãi suất cho vay cơ bản một lần nữa hay giữ nguyên ở mức 4,25% hiện tại sau 7 lần tăng vào năm ngoái. Dù bằng cách nào đi nữa, nhiều người đồng tin rằng giá nhà sẽ tiếp tục giảm khi doanh số bán hàng đã giảm từ 1 phần 3 xuống còn một nửa so với một năm trước. Tuy nhiên, dự báo gần đây dự đoán sự phục hồi có thể xảy ra vào cuối năm này. Saskatchewan bắt đầu áp dụng chương trình thuế carbon. Thuế carbon liên bang đối với các nguồn phát thải công nghiệp đã áp dụng vào đầu năm mới. Điều đó có nghĩa là chương trình tiêu chuẩn hiệu suất dựa trên đầu ra, viết tắt là OBPS của Saskatchewan đã bắt đầu ở tỉnh này Kế hoạch cấp tỉnh này là một giải pháp thay thế được liên bang phê duyệt cho chương trình liên bang. Tỉnh cho biết những bên phát thải theo quy định sẽ nhận được tín dụng cho lượng khí thải carbon dưới mức cho phép, đồng thời nói thêm rằng điều này sẽ tạo ra động lực để giảm lượng khí thải. Tín dụng cũng sẽ được cấp cho việc thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon với tùy chọn thanh toán vào quỹ công nghệ Saskatchewan. Một tài liệu thảo luận từ chính quyền tỉnh vào hồi tháng 2 cho biết Chương trình OBPS sẽ phù hợp với lịch trình định giá carbon của liên bang sẽ bắt đầu ở mức 65 đô la trên một tấn, co 2 i tương đương với carbon dioxide. Vào năm 2023, với mức tăng 15 đô la mỗi năm cho đến năm 2030 sẽ kéo dài ở mức 170 đô la mỗi tấn co 2 i Sars Power đã báo cáo vào ngày 9 tháng 12 rằng việc tăng giá thuế carbon liên bang sẽ dẫn đến việc tăng 3% hóa đơn khác với mức tăng 4% mà tập đoàn chính đã thực hiện vào đầu tháng 9. Giá vé Winnipeg Transit tăng 5 xu cho năm 2023. Năm nay, mỗi chuyến đi sẽ khiến bạn phải trả thêm 5 xu cho tăng giá vé của phương tiện công cộng Winnipeg. Điều đó có nghĩa là giá vé đầy đủ cho người lớn hiện là 3,15 đô la, trong khi hành khách từ 16 tuổi trở xuống, cũng như người cao niên sẽ trả 2,65 đô la cho một chuyến đi. Nếu bạn còn vé xe buýt từ năm ngoái, chúng sẽ vẫn còn hiệu lực miễn là bạn thêm một xu. Danh sách đầy đủ về tỷ lệ lưu thông hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cũng như giá vé trong năm, hiện có sẵn trên trang web của thành phố tại địa chỉ info.winnipegtransit.com. Người hâm mộ tức giận vì Celadon bị loại khỏi danh sách ca sĩ vĩ đại nhất của Rolling Stone Tạp chí âm nhạc Rolling Stone vừa công bố danh sách cập nhật xếp hạng cho 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng không có tên của nữ danh ca Celadon trong danh sách khiến cho người hâm mộ của cô vô cùng tức giận. Người hâm mộ của ca sĩ sinh ra ở Quebec đã nhanh chóng sử dụng mạng xã hội để bày tỏ phẫn nộ về điều mà một số người gọi là tội ác chống lại loài người. Danh sách này bao gồm các nghệ sĩ xuyên suốt trong nhiều thập kỷ như Kurt Cobain, The Weeknd, Beyoncé, Mary Carey và Taylor Swift, trong đó Arisa Franklin ở vị trí số 1 dường như đã lường trước được phản ứng dữ dội các nhà báo của rolling stone đã có biện pháp phòng thủ trước trước khi bạn bắt đầu scroll và bình luận hãy nhớ rằng đây là danh sách ca sĩ vĩ đại nhất không phải danh sách giọng ca vĩ đại nhất tài năng là ấn tượng thiên tài là siêu việt rolling stone viết trên twitter nhưng người hâm mộ và các nghệ sĩ khác vẫn đang bảo vệ don trong suốt sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình, biểu tượng nhạc pop đặt sau bài hát My Heart Will Go On trong tác phẩm Titanic và các bản hit khác như It's On Coming Back To Me Now và Because You Love Me đã mang về năm giải Grammy. Cô cũng đã giành được 20 giải thưởng Juno và là một trong những người đầu tiên được vinh danh trên đại lộ dinh vọng của Canada ở Toronto vào năm 1999. Nữ ca sĩ 54 tuổi gần đây đã thông báo rằng cô mắc hội chứng người cứng đơ, tức là SPS, một tình trạng thần kinh hiếm gặp khiến cô không thể lên sân khấu cho các chương trình đã được lên lịch trước đó vào mùa xuân và mùa hè. Người Canada sẽ sớm bị tính phí khi du lịch châu Âu và đây là những điều bạn cần biết. Những người Canada mơ về một kỳ nghỉ châu Âu vào năm 2023 sẽ phải sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn một chút Nhờ một loại phí mới được áp dụng trong năm nay, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị thực hiện một hệ thống miễn thị thực mới, trong đó sẽ tính phí cho khách du lịch nhập cảnh từ một số quốc gia nhất định, bao gồm những người từ Canada. Hệ thống Ủy quyền và Thông tin Du lịch châu Âu hay viết tắt là ETIAS áp dụng cho các quốc gia mà khách du lịch không cần thị thực để vào châu Âu. Theo trang web thị thực Schengen ETIAS sẽ kiểm tra an ninh chi tiết đối với từng người nộp đơn để xác định xem họ có được phép vào bất kỳ quốc gia nào thuộc khu vực Schengen hay không, hay còn gọi là một trong 27 quốc gia ở EU đã xóa bỏ biên giới nội bộ của họ. ETIAS được ấn định có giá là 7 euro hoặc khoảng 10 đô la cho mỗi đơn vị đăng ký của một người trên 18 tuổi. Những người dưới 18 tuổi không phải trả bất kỳ khoản phí nào cách đăng ký ETIAS, ứng dụng mất khoảng 10 phút để điền thông tin và có thể được thực hiện trực tuyến. Trong một số trường hợp rất đặc biệt, thời gian tối đa cần thiết để phê duyệt có thể lên tới một tháng. Một số thông tin cá nhân cơ bản sẽ được yêu cầu bao gồm tên, ngày sinh, thông tin quốc tịch và địa chỉ của bạn. Các ứng viên cũng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc cũng như quốc gia EU đầu tiên mà họ dự định đến thăm ngoài ra sẽ có những câu hỏi về tính đủ điều kiện về tình trạng y tế và hồ sơ tội phạm của người nộp đơn trong số những thứ khác. ETIAS sẽ được xử lý ngay sau khi bạn gửi câu trả lời và trả phí. Nếu đơn đăng ký của bạn bị từ chối, bạn có thể kháng cáo quyết định hoặc đăng ký lại. Sau khi được phê duyệt, ETIAS của bạn sẽ được gửi cho bạn qua email và được lưu trữ ở dạng điện tử vì vậy bạn không cần phải in ra. ETIAS có giá trị trong 3 năm hoặc cho đến khi hộ chiếu của bạn hết hạn. Hệ thống sẽ không hoạt động đầy đủ cho đến tháng 11 năm 2023, vì vậy bạn có thể vẫn còn thời gian để đi nghỉ ở châu Âu và tránh phải trả tiền này. Vừa rồi là những tin tức Canada đáng chú ý. Nối tiếp chương trình là những thông tin quốc tế. Mời quý vị theo dõi phần video tiếp theo.